Nam và các bạn đang xem series Visual Thinking. Và mục đích của video ngày hôm nay là mình sẽ học hỏi một số kỹ thuật trong Visual Storytelling. Có một cái kỹ thuật rất là đặc trưng trong Visual Storytelling, đó chính là metaphor. Một đối tượng hoặc là một cá thể sẽ được so sánh hoặc thể hiện thông qua một đối tượng, một cá thể khác. Và giữa hai cái đấy thì nó có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau. Khi mà chia sẻ một vấn đề nào đấy thì có nhiều bạn nghĩ là chỉ cần cái report hoặc là cái bài thuyết trình của mình có rất là nhiều thông tin thì mọi người sẽ muốn đọc và muốn nghe. Nhưng sự thật không phải là như vậy, bởi vì mọi người lắng nghe những thông tin của bạn không chỉ bằng lý trí mà còn bằng những cảm xúc của họ. Chọn con tim hay là nghe lý trí. Nên đó là lúc mà mình cần phải áp dụng những cái kỹ thuật về metaphor để khiến cho tất cả những thứ trừu tượng nó trở nên đơn giản hơn, để khiến cho những thứ khô khan nó trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ như là khi nói về trình tự, các bạn có thể metaphor nó trở thành một cái con đường, một cái hành trình. Và về so sánh, chúng ta hay sử dụng cái biểu đồ là cột, thì các bạn có thể metaphor những cái cột đấy trở thành những cái tòa nhà. Việc sử dụng metaphor không phải là đơn giản, đặc biệt là trong cái bước bắt đầu, mà ngay cả khi một người đã quen với việc sử dụng metaphor thì không phải là lúc nào mình cũng có những cái idea hay. Khi mà bạn gặp khó khăn với việc metaphor một cái vấn đề nào đấy thì mình nghĩ đầu tiên là mình phải chấp nhận điều đấy, chấp nhận là rất là khó khăn và cái ý tưởng bạn đang có không thể nào phát triển thêm được nữa, thì hãy trở lại ngay từ số 0 và bắt đầu đến một ý tưởng khác mà bạn nghĩ là dễ hơn. Thứ hai là hãy hợp tác một ai đấy bằng việc là hỏi ý kiến của mọi người xung quanh và xem là cái vấn đề mà bạn đang muốn visualize nó có điểm tương đồng với một cái vấn đề nào đấy khác không. Hãy lắng nghe mọi người, bởi vì ngay cả trong cái việc giao tiếp hàng ngày ấy, mọi người cũng vô tình sử dụng cái metaphor nào đó. Ví dụ như là đói như con sói, chán như con gián, thì tất cả những câu đấy đều có thể trở thành một cái metaphor. Nó thân thuộc với mọi người và nó khá là hài hước. Bạn cũng có thể quan sát xung quanh, thì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều có một điểm nào đó tương đồng với nhau. Hãy chú ý nó và đó sẽ trở thành một chất liệu để các bạn metaphor. Một cái nguồn cảm hứng cho metaphor đó chính là những câu thành ngữ tục ngữ. Ví dụ như là đen như mực, ốm như cây sậy. Tất cả những cái câu thành ngữ và tục ngữ đều sử dụng rất là nhiều phép metaphor ở trong đấy. Cái tiếp theo là mình muốn nói về layout. Layout có nghĩa là cái cách mà mọi thứ bao gồm hình và chữ được sắp xếp. Có 6 loại layout cơ bản mà ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên đó chính là layout dạng list. Nó sẽ đi theo trình tự là từ trên xuống dưới, các thành phần ở trong một danh sách và có đánh số để phân chia với nhau, với các box và các subtitle thì đấy cũng là một dạng list. Dạng layout thứ hai là layout dạng timeline. Thay vì dọc như list thì nó sẽ được xoay ngang lại, nó nói về trình tự mang tính chất thời gian. Và dạng layout thứ ba là step up, thì nó giống như là timeline nhưng mà nó lại đi từ dưới lên trên. Cái step up này thì sẽ thiên về việc nói tới quá trình phát triển. Và cái dạng layout thứ tư đó chính là roadmap, là sự kết hợp giữa step up và timeline. Nó vừa nói về sự phát triển và sự phát triển đấy lại mang tính chất là tuần tự theo thời gian. Thứ năm đó chính là dạng biểu đồ phình. Dạng biểu đồ phình này là từ một cái ý tưởng ban đầu thì bạn sẽ triển khai nó ra thành rất là nhiều ý tưởng khác nhau. Nó rất là phù hợp để cho mục đích brainstorm. Cái dạng mind map mà rất nhiều bạn đang sử dụng cũng là một dạng biểu đồ phình như thế này. Và dạng biểu đồ cuối cùng là dạng mã đồ matrix. Ở trong một vấn đề thì có rất là nhiều thành phần và những thành phần đó tương tác và liên quan với nhau. Một cái ví dụ cụ thể đó chính là biểu đồ SWOT, để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Khi bước vào cái bước visualize và các bạn thực sự bắt tay vào thì khiến cho nó thú vị hơn, là nhân cách hóa nó và gắn nó với một cái chủ đề nào đấy mà thân thuộc với tất cả mọi người. Ví dụ như mình ở đây thì mình sẽ chọn cái themes của cái biểu đồ SWOT của mình là Doraemon. Thì điểm mạnh của Doraemon là sẽ có một cái túi thần kỳ, điểm yếu của Doraemon là sợ chuột, cơ hội thì mình sẽ vẽ hình một cái bánh rán ở đây, và cái rủi ro thì bởi vì Doraemon là người máy nên mình sẽ lấy rủi ro của nó là hết pin. Thì các bạn thấy là từ một cái biểu đồ SWOT ban đầu mà nó khá là khô khan và hơi nhàm chán như vậy, khi mà mình thay đổi nó một chút và gắn với một chủ đề mà nó thân thuộc với tất cả mọi người và nó thú vị hơn, nó gần gũi hơn, thì cái biểu đồ SWOT của bạn nó trở nên thu hút hơn một chút. Khi mà nói tới storytelling thì một trong những kỹ thuật để thu hút chú ý và giữ chân audience đó chính là cho những cái twist trong nội dung cũng như là những cái tình huống bất ngờ. Ví dụ như khi bạn xem phim kinh dị thì nó hay có cái tình tiết là có một con ma nào đấy nó đập vào trong màn hình
này nó khiến cho mình hồi hộp. Trong truyện tranh thì nó cũng có một cái kỹ thuật tương tự như vậy, là nó sử dụng cái lật trang để mà khi mà bạn từ cái trang trước lật sang trang sau thì nó sẽ có một cái tình huống bất ngờ nào đấy. Thì khi mà các bạn visualize ngay cả ở trên bảng trắng hay là trong cái sổ của bạn thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái kỹ thuật lật đấy. Mình sẽ dùng kéo cắt ra như thế này. Và cái idea ở đây là mình cũng sẽ làm một cái hiệu ứng lực trang giống như trong truyện tranh. Mình sẽ sử dụng băng keo. Có một cái loại băng keo rất là hay mà mình nghĩ là các bạn có thể thử sử dụng. Đó là cái dạng băng keo dùng ở trong mỹ thuật. Thì đây là cái dạng băng keo có chất giấy mà các bạn không cần dùng kéo để cắt nó ra. Và bây giờ thì mình sẽ làm tương ứng với swatch một cái trạc thứ hai. Và ở với điểm mạnh thì mình sẽ làm một cái ô là làm sao để phát triển những điểm mạnh đấy. Điểm yếu thì làm sao để khắc phục. Thời cơ thì làm sao để nắm bắt. Và thách thức thì làm sao để tránh nó. Và mình sẽ gọi đây là swap double. Và bạn có nhiều cách để tùy chỉnh nó. Cũng có thể dùng giấy màu. Hoặc nếu như các bạn không có thời gian để mà cắt ra thì các bạn có thể sử dụng ngay giấy nhớ. Bạn có thể sử dụng cái cách này để học tiếng Anh. Thì các bạn có thể xem cái mặt chữ đấy và đoán xem cái nội dung bên dưới là gì. Nó sẽ hoạt động tương tự giống như là cách học từ bằng flashcard. Bình thường thì tất cả những cái phần visualization trên note cũng như là trên bảng thì chúng ta đều bị giới hạn bởi chúng ta chỉ có hai chiều là chiều ngang và chiều rộng thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ phát triển lên thành một cái chiều thứ ba, chúng ta thể hiện được nhiều thông tin hơn và có một cái hiệu ứng thu hút hơn. Hy vọng là tất cả những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ là nền tảng, sẽ là một cái nguồn cảm hứng để từ đó thì các bạn nhận ra là không có bất kỳ một cái ranh giới nào cho sự sáng tạo của các bạn, và các bạn cũng không cần sử dụng những vật liệu quá cao siêu, mà chính từ những thứ các bạn đang có, các bạn có thể kết hợp nó lại, tạo ra những cái hiệu ứng thú vị hơn và tạo nên những cái dạng biểu đồ sáng tạo hơn và hiệu quả hơn từ những cái format classical mình đã có sẵn. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau, và nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến cũng như là feedback nào thì các bạn có thể để lại comment cho mình.